Bây giờ Hoàng Nam xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý vị thính giả, vào lúc 12 giờ trưa giờ Roma ngày 10 tháng 11, hàng trăm người đã quy tụ về quảng trường Thánh Phêrô, Vatican để gặp gỡ Đức Thánh Cha và nghe Ngài giáo huấn. Đức Thánh Cha đã dựa vào nội dung đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ 32 thường niên để ban huấn từ. Ngài nói, bài tin mừng của Chủ Nhật hôm nay trình bày cho chúng ta việc Chúa Giêsu tranh luận với những người phái Sa Đốc, những người chối bỏ việc phục sinh. Đây chính là vấn đề mà dựa vào đó họ chất vấn Đức Giêsu, đặt người vào thế khó giải quyết để chế nhạo niềm tin vào việc người chết sẽ sống lại. Họ bắt đầu bằng một tình huống tưởng tượng ra, một người phụ nữ có 7 đời chồng, 7 người chồng này lần lượt chết, và họ hỏi Đức Giêsu, người vợ này khi sống lại sẽ là vợ của ai? Đức Giêsu luôn hiền lành và kiên nhẫn, trước hết trả lời rằng cuộc sống sau cái chết không dựng vợ gả chồng như cuộc sống đời này. Cuộc sống vĩnh cửu là một cuộc sống khác, thuộc về một chiều kích khác. Nơi đó, việc dựng vợ gả chồng vốn gắn liền với đời sống này sẽ không còn nữa. Đức Giêsu còn nói thêm rằng những người sống lại sẽ giống như các thiên thần và sống ở một tình trạng mà bây giờ chúng ta không thể trải nghiệm và tưởng tượng ra được. Sau đó, Đức Giêsu phản công lại, có thể nói như thế, bằng việc trích dẫn từ Kinh Thánh nguyên bản, nhưng cũng rất đơn sơ, khiến chúng ta càng thêm ngưỡng mộ vị thầy của mình, vị thầy duy nhất. Đức Giêsu tìm thấy bằng chứng về sự phục sinh trong trình thuật Môsê và bụi gai bốc cháy. Thiên Chúa tự mặc khải mình là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Danh xưng của Thiên Chúa có mối ràng buộc với tên của những người nam nữ dính dáng đến Người, và mối gắn kết này mạnh hơn cả sự chết. Từ đó, Đức Giêsu khẳng định với những người thuộc phái Sa Đốc rằng Thiên Chúa không là Thiên Chúa của người chết, nhưng là Thiên Chúa của người sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống. Và mối dây quyết định này, sự kết hiệp nền tảng này chính là Đức Giêsu. Đức Giêsu chính là sự hiệp thông, là sự sống và là sự phục sinh, vì với tình yêu hiến tế, Ngài đã chiến thắng sự chết. Trong Giêsu, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu, Người ban nó cho tất cả mọi người, và tất cả những lời cảm tạ dâng lên Người đều chứa đựng một niềm hy vọng về một cuộc sống mới chân thực hơn cuộc sống này. Sự sống mà Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta không là một sự tô điểm cho thực tại này, nhưng nó vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta, vì Thiên Chúa luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên bởi tình yêu và lòng thương xót của Người. Vì thế, điều sẽ xảy đến hoàn toàn ngược lại với những gì mà phái Sa Đốc nghĩ đến. Không phải từ cuộc sống này mà ta suy luận đến cuộc sống vĩnh cửu, nhưng là cuộc sống vĩnh cửu soi sáng và ban cho chúng ta niềm hy vọng nơi cuộc sống tại thế này. Nếu chúng ta chỉ nhìn bằng cặp mắt con người, chúng ta cũng sẽ nói rằng hành trình của con người đi từ sự sống đến cái chết. Đức Giêsu đã đảo ngược cái nhìn này và nói rằng cuộc hành trình của chúng ta là đi từ cái chết đến sự sống, một cuộc sống viên mãn. Vì thế, cái chết nằm ở đằng sau, chứ không phải ở phía trước chúng ta. Phía trước chúng ta là một vị Thiên Chúa của kẻ sống, là một sự chiến thắng chung cuộc tội lỗi và cái chết, là khởi đầu của một kỷ nguyên mới của niềm vui và ánh sáng không bao giờ tàn. Nhưng ngay từ bây giờ, trên trái đất này, trong lời cầu nguyện, bí tích, tình huynh đệ, chúng ta có thể gặp gỡ Đức Giêsu và tình yêu của Người, và nhờ thế, chúng ta có thể nếm trước được một chút gì đó sự sống phục sinh. Kinh nghiệm mà chúng ta đã có về tình yêu và lòng trung tín của Người sẽ bừng sáng lên như ngọn lửa trong trái tim của chúng ta và làm cho đức tin của chúng ta lớn lên hơn nữa trong sự phục sinh. Thực ra, nếu Thiên Chúa là đấng trung tín và yêu thương, thì Người không thể giới hạn sự trung tín và yêu thương ấy trong thời gian được.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến việc tôn phong chân phước của chị Maria Teresa Bonzen ở Đức. Ngài cho biết, chính Thánh Thể là nguồn mạch đã ban cho chị sức mạnh thiêng liêng để chị có thể dấn thân không mệt mỏi, phục vụ những người yếu thế. Ngài cũng bày tỏ sự gần gũi của mình đến nhân dân Philippines và đất nước này. Do ảnh hưởng của cơn bão, nhiều người đã chết và những tổn thất nghiêm trọng khác đi kèm theo. Ngài mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho họ và giúp đỡ họ cách thiết thực. Ngài cũng nói về biến cố 75 năm kỷ niệm sự kiện Đêm Thủy Tinh diễn ra vào tối ngày 9 và 10 tháng 11 năm 1938, một cuộc bạo hành chống lại người Do Thái, các hội đường, tư gia, cửa hàng, đánh dấu một thảm kịch của một cuộc thảm sát có tên là Holocaust. Ngài mời gọi mọi người cùng nâng đỡ và liên đới với các anh em Do Thái và cầu nguyện cùng Thiên Chúa giúp chúng ta biết nhìn về ký ức trong quá khứ với một sự tỉnh thức chống lại mọi hình thức ghen ghét và bất bao dung. Hôm nay, ở Ý cũng là ngày lễ tạ ơn, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông với các giám mục với thế giới nông nghiệp, đặc biệt là đối với những người trẻ đã chọn việc lao tác trên đất đai. Ngài khuyến khích họ hãy cố gắng để không còn một ai phải đói khát hay bệnh tật nữa. Ngài cũng gửi lời chào đến tất cả các khách hành hương đến từ các nơi trên thế giới, các gia đình giáo xứ và các hiệp hội khác. Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini, et mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris, fili efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua lucia et eis, requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorum nostrum in nomine Domini, qui fece celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.